Năm 2024 sẽ là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với bà Anne Maue, đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định Thụy Điển là một thị trường quan trọng đối với Việt Nam trong các nước thuộc khối Bắc Âu và có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối với những ngành hàng mà mỗi bên có thế mạnh như may mặc, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy hải sản của Việt Nam và hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm giấy, điện, điện tử, máy móc thiết bị của Thụy Điển. Vì vậy, hai nước cần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để cùng ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế, đặc biệt là khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA về Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Về phía mình, Đại sứ Thụy Điển nhấn mạnh trong thời gian gần đây, Thụy Điển luôn thể hiện mong muốn tăng cường phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Tổ chức tài trợ phát triển của Thụy Điển Swift Fund mong muốn hỗ trợ Việt Nam, cụ thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, có những khoản tài trợ đối với việc nghiên cứu phát triển lưới điện thông minh.